Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần nữa đã trôi qua và Phương Hiếu rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tư vấn sức khỏe, bạn hỏi thầy thuốc trả lời đã được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, điều kiện thời tiết khô nóng oi bức đang nắng chuyển đột ngột sang mưa những ngày gần đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Người bệnh phải chịu đựng từng cơn đau nhức lưng, đau mỏi cổ vai gáy, tê bì chân tay tái phát dai dẳng. Càng để tình trạng này kéo dài, bệnh nhân càng dễ phải đối mặt với loạt biến chứng cực kỳ nguy hiểm như là teo cơ, cong vẹo hay là biến dạng cột sống, thậm chí là liệt tứ chi, tàn phế vĩnh viễn. Mọi sinh hoạt vận động phải phụ thuộc vào người khác. Vì hiện nay thì một trong những giải pháp kết hợp được bác sĩ và bệnh nhân tin dùng là sử dụng thảo dược để điều trị, giúp cho người bệnh vừa giảm nhanh các triệu chứng lại ổn định sức khỏe lâu dài. Trong đó thì giải pháp thảo dược từ cây mộc dược và hoạt chất MSM từ châu Âu có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh, đẩy lùi đau nhức cột sống, làm chậm quá trình thoái hóa, nhất là trong giai đoạn giao mùa hiện nay. Và ngày hôm nay, chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời với chủ đề Mộc dược thảo dược giảm nhanh đau lưng, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm với sự đồng hành của vị chuyên gia dày dặn kinh nghiệm sẽ sẵn sàng để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu tại trường quay ngày hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Phương Hiếu. Kính chào khán giả của chương trình. Câu chuyện chúng ta nhắc nhiều những ngày gần đây là nắng quá nóng bác sĩ ạ. Dạ. Với những người bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm cũng như đau mỏi cổ vai gáy thì thời tiết như vậy có ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Dạ vâng, khi thời tiết nắng nóng không chỉ cái hệ thống xương khớp bị mà hầu như là cái hệ thống cơ thể toàn thân của chúng ta bị, đặc biệt là những người lớn tuổi và trẻ em. Lý do là khi chúng ta nóng nắng quá thì chúng ta sẽ bị mất nước. Yeah. Và cái mất nước nó sẽ làm cho máu của chúng ta giảm cái thể tích. Và như vậy cái sự tuần hoàn lưu thông nó sẽ kém đi. Và nó sẽ giảm đi cái nuôi dưỡng của cơ thể. Và khi giảm nuôi dưỡng thì các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Yeah. Trong đó cái hệ xương khớp của chúng ta cũng bị. Thành ra đối với cái thời tiết mà nó thay đổi, lạnh quá cũng khó chịu, nóng quá cũng khó chịu, thì cái người mà bị hệ thống xương khớp của chúng ta, đặc biệt là người lớn tuổi, rất là bị ảnh hưởng. Vâng. Và rõ ràng đó cũng chính là lý do mà rất nhiều khán giả đã gọi điện về cho chương trình trong suốt một tuần gần đây, chia sẻ về tình trạng bị đau nhức xương khớp tăng lên trong thời tiết nắng nóng này. Và chính vì điều đó, thưa quý vị, nếu như quý vị khán giả vẫn đang gặp phải những tình trạng mà chúng tôi vừa chia sẻ thì đừng quên tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 636802 của chúng tôi đã mở rồi thưa quý vị. Và ngay trong thời gian 75 phút phát sóng của chương trình Bạn hỏi thầy thuốc trả lời để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn và giải đáp những thắc mắc về các chứng đau lưng, đau vai gáy, tê bì chân tay hay là các bệnh lý phổ biến như là thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, quý vị hãy gọi ngay tới số 1900 636802. Thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên để kết nối quý vị khán giả gọi điện về sớm nhất. Và thưa quý vị, đồng hành với chương trình hôm nay là nhãn hàng viên xương khớp Vương Hoạt, sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống, giúp giảm thoái hóa cột sống, gai đúc sống, thoát vị đĩa đệm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Fabit, top 5 thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia. Vương Hoạt chứa chiết xuất Myrrh từ cây mộc dược và hoạt chất MSM từ châu Âu đã được chứng minh hiệu quả và an toàn trên bệnh nhân tại bệnh viện Tuệ Tĩnh, giúp đến 96,7% người dùng giảm đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, giảm thoái hóa cột sống, gai đúc sống, thoát vị đĩa đệm, vận động sẽ dễ dàng hơn ở người bị đau nhức xương khớp nữa. Viên xương khớp Vương Hoạt cũng vinh dự nhận được huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam VAFF xét duyệt trên 4 tiêu chí, đó là an toàn, chất lượng, hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ và giúp cho gần 1 triệu khách hàng sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Quý vị có thể tìm mua viên xương khớp Vương Hoạt tại đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Đặc biệt thì nhãn hàng Vương Hoạt đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị quà tặng lớn nhất từ trước đến nay lên tới 925.000 đồng và dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian phát sóng của chương trình thưa quý vị. Và quý vị lưu ý là chương trình này chỉ diễn ra trong 75 phút phát sóng trực tiếp nên lượng quà tặng sẽ giảm xuống rất là nhanh thôi. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6802. Xin nhắc lại 1800 6802 để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi lớn chưa từng có với giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng ngày hôm nay dành tặng quý vị nha. Thưa quý vị, hiện thì tổng đài tư vấn trực tiếp 1900 636802 của chương trình đã mở rồi đấy ạ. Và quý vị khán giả đang gặp phải tình trạng về đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, tê bì chân tay hay là thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, hãy nhanh tay gọi điện lên tổng đài để được chuyên gia là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn về tình trạng bệnh cũng như là giải pháp điều trị. Thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi sẽ luôn để ưu tiên kết nối những người gọi điện lên sớm nhất. Và bây giờ, để không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì xin mời bộ phận trường quay cho chúng tôi kết nối với cô Trần Thị Minh Loan, 56 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, xem vị khán giả đầu tiên này đang mong muốn chia sẻ vấn đề gì cùng với chương trình. Xin mời. Tôi tên là Trần Thị Minh Loan, sinh năm 1967,
ở Thanh Đa, bên thành thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm trước nó làm công ty hải sản, vì cá và mực một thùng 20-30 kg cũng nặng. Rồi đến mấy năm sau này không làm nữa thì ở nhà chăm bà già. Bà già bệnh mà nằm một chỗ là phải bong vô bong ra chăm sóc. Khi đó là ở nhà nhận đâu máy gia công thì không bao nhiêu hết, một tháng được 1-2 triệu hả. Thì chăm bà già bệnh cũng khó khăn này kia. Bà mất xong rồi mới đi làm việc nhà. Bữa nay thì làm giúp việc nhà ngày 6 tiếng thì lương cũng được ổn định. Giờ hiện tại thì mẹ mất rồi, thì sống với em trai. Chị bệnh nhưng chị cũng cố gắng đi làm để có kinh tế gia đình. Cách đây là 3 tháng là bắt đầu là tay chân tê. Tôi đi làm cả ngày thì không bị, tối về là bị đau nhức mỏi, sáng ngủ dậy là không chịu được. Tê tay tê chân này, rồi nhức đầu gối này. Đau ở lưng là cả như ngồi là nó cũng nhói, nằm nó còn nhói, mà đứng nhánh cho đứng lâu cũng không được. Đi phải vinh tay hai bên này nè mới đi được. Đi chụp phim thì bác sĩ nói là gãy thắt lưng. Đi chợ thì phải mang đai để đi, rồi về cơm nước thôi chứ không có làm gì hết. Vì lý do là tôi bị cao huyết áp nên tôi uống thuốc tây rồi, nên giờ qua thuốc hợp mà tây là không dám uống, sợ qua bao tử qua người nóng. Thời đoàn đó ở nhà một tháng mấy không đi làm được, cũng suy nghĩ lung tung hết, cũng đôi lúc sợ bị đau nặng quá rồi không có ai chăm sóc. Giờ tôi mong muốn chương trình hãy giúp đỡ cho tôi bằng mọi cách để được lành bệnh, để đi làm cho có sức khỏe. Cái gì không có gia đình thì đang còn độc thân, rồi có chuyện gì thì không có ai chăm sóc. Thưa quý vị khán giả, có lẽ chúng ta nếu trong tình trạng như là cô Loan thì sẽ rất là nhiều suy tư khi mà vướng phải những căn bệnh về đau nhức xương khớp như vậy. Rõ ràng là bác sĩ thấy là cô Loan nhiều năm làm việc nặng phải không ạ? Bên cạnh đó còn chăm sóc mẹ già, rồi khi mẹ già qua đời tiếp tục làm những công việc nặng. Và giờ đây thì giống như bao người trẻ, cứ khi mới bị đau thì cứ tưởng rằng là ôi mình đau chút xíu thôi cho nên ráng lướt phải không ạ? Đến chừng đau nặng rồi như cô Loan thì rõ ràng là rất là khó để điều trị. Cô đã tìm đến nhiều phương pháp, nào là thuốc tây nè, rồi bên cạnh đó là cô lại có căn bệnh cao huyết áp, và quan trọng là cô sợ đau bao tử nữa. Thì cái nỗi lo nếu mà còn một mình không ai chăm sóc mà khi bệnh nặng nữa là nỗi lo chung của tất cả mọi người. Vậy thì với tình trạng mỏi lưng cũng như đau mỏi cổ vai gáy và cả tay chân như là cô Loan, giờ đi đâu phải đeo cái đai như vậy á, thì không biết là cái nguyên nhân chủ yếu nó đến từ đâu, và quan trọng là hiện nay thì không biết là có cái giải pháp gì để có thể giải quyết hiệu quả vấn đề đau nhức xương khớp của cô Loan hay không, thưa bác sĩ? Dạ vâng, nhân trường hợp của cô Loan thì bác sĩ cũng chia sẻ như này. Thật sự khi chúng ta bước vào cái tuổi gọi là tuổi trung niên trở lên hoặc là lớn tuổi một tí thì bắt đầu tất cả các cái quá trình trong cơ thể chúng ta, các cơ quan nó bắt đầu vào cái quá trình lão hóa. Và cái tình trạng lão hóa của chúng ta trở nên rõ ràng nhất là khi chúng ta bước vào tuổi 60. Thế nhưng mà khi chúng ta còn trẻ thì thường chúng ta hay gọi là ỷ vào cái sức của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta làm việc chúng ta nghĩ là cái này nó nhẹ thôi, 20 kg không ăn thua gì hết. Và khi chúng ta làm việc thì chúng ta đôi khi cái tư thế của chúng ta nó cũng không đúng nữa. Chúng ta khiêng, nhiều khi chúng ta cúi cái lưng xong chúng ta khiêng, chúng ta dùng cái cột sống của chúng ta kéo cái trọng lượng đó lên. Thế thì với những cái chia sẻ của cô Loan, rồi cộng thêm là khi chúng ta lớn tuổi thì bố mẹ chúng ta bắt đầu lớn tuổi rồi, thì chúng ta sẽ có sự chăm sóc. Và nếu chúng ta chăm sóc như vậy thì đôi khi những cái như đỡ đần ông bà thì sẽ là với những cái tư thế không đúng cũng là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta có thể bị ảnh hưởng đến cái xương khớp của mình. Đặc biệt là những cái hệ thống xương khớp mà chịu lực, ví dụ như cột sống nè, hai cái đầu gối của chúng ta. Thì bác sĩ kể luôn những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể gặp. Ví dụ đầu tiên là những cái công việc nặng quá. Ví dụ làm nặng quá cái sức của mình. Cái thứ hai, cái tư thế rất quan trọng. Cái tư thế của chúng ta nếu không đúng, nó là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị thoái hóa nhanh hơn. Ví dụ như cột sống. Những trẻ em tại sao khi bắt đầu lớn tuổi, cái khi bé trưởng thành thì đôi khi chúng ta thấy phát hiện ra cái thoái hóa là vì khi cháu nó ngồi học nó vẹo một bên, và như vậy thì nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta bị mòn một bên, và khi đó nó sẽ gây nên tình trạng tổn thương của cái cột sống. Thì đối với người lớn tuổi chúng ta, khi chúng ta làm việc không đúng tư thế cũng là một trong những yếu tố làm cho cái tổn thương cột sống của chúng ta nhanh hơn. Dạ đó. Rồi cộng thêm nữa là khi chúng ta mới kết hợp với cái lớn tuổi thì sẽ làm cho chúng ta là gì? Cái tình trạng thoái hóa cộng thêm cái tình trạng mà chúng ta làm việc không đúng, nó sẽ làm cho cái tình trạng tổn thương nó càng nặng nề hơn. Và như vậy nó sẽ gây nên một cái triệu chứng mà chúng ta hay gặp trong những bệnh lý của xương khớp, đó là đau.
Đúng. Nhưng khi chúng ta đau thì chúng ta hay nghĩ là đau uống cái thuốc giảm đau vài ngày thôi nó hết rồi. Yeah. Mà khi nó hết đau thì chúng ta lại nghĩ là hết đau coi như là hết bị tổn thương xương. Nên chúng ta rất là chủ quan. Đợi đến khi nào mà chúng ta thấy là hình như cái cơn đau nó cứ tái đi tái lại hoặc là nó cứ đeo đẳng chúng ta hoài. Cộng thêm là nó có thể làm cho chúng ta hạn chế những cái công việc hoặc là những cái thao tác của chúng ta. Ví dụ như bây giờ cô Lan hôm chúng ta nhìn thấy là khi cô đi là cô sẽ lom khom, chứ không đi thẳng như cái người trẻ. Cái thứ hai là mỗi lần làm việc thì chúng ta phải đeo cái đai lại mới đi được. Và một cái tư tưởng sẽ làm cho người lớn tuổi cảm thấy rất là lo lắng là không biết sau này rồi ai đỡ đần cho mình. Mà thật sự ra khi chúng ta bị bệnh, có con cũng vậy, thì cái bản thân của cái người bị bệnh là cái người chịu đựng nhiều nhất. Cái đau không có ai chia sẻ với mình được hết, chỉ có mình chịu đựng thôi. Con cái có thể giúp được mình một số cái ví dụ đỡ đần cho mình đi lại, nhưng cái đau là cái mà cái người bệnh chịu đựng. Thành ra với những cái tình trạng như vậy thì bác sĩ mong rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp cho khán giả của chương trình, đặc biệt là cô Loan, sẽ hiểu được cái căn bệnh của mình để chúng ta có được một cái giải pháp, mặc dù đã bị bệnh rồi nhưng cũng giúp cho chúng ta là gì, hạn chế cái tình trạng thoái hóa của chúng ta đi. Thì hiện nay một cái sai lầm mà tất cả các cái bệnh nhân của chúng ta mà bị xương khớp là vậy, hết đau rồi là không có đi, không có theo dõi nữa. Dạ, đúng. Và chúng ta cứ nghĩ là hết đau, bác sĩ cứ nhắc lại hết đau không có nghĩa là hết bị bệnh, mà hết đau chỉ là cái giảm cái triệu chứng của chúng ta mà thôi. Và khi chúng ta điều trị giảm cái triệu chứng rồi thì cái giai đoạn quan trọng là giai đoạn chúng ta phải làm cho chậm cái quá trình lão hóa, hoặc là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà phục hồi được những cái tổn thương mà nó có thể phục hồi được. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ xương khớp của chúng ta được vững lâu hơn. Bác sĩ không dám nói là để giúp cho chúng ta hết thoái hóa khớp, mà để giúp cho chúng ta chậm cái quá trình lão hóa. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất là có một cái sức khỏe tốt khi chúng ta lớn tuổi. Thứ hai là có cái sức khỏe của chúng ta, có nghĩa là cái hệ xương khớp của chúng ta nó được trẻ lâu hơn. Thế thì một trong những giải pháp hiện nay mà cô Loan cũng đã có sử dụng, đó là một cái giải pháp mà chúng ta sử dụng những cái thuốc giảm đau. Giảm đau kháng viêm hiện nay là chúng ta sử dụng một cách là gì? Thứ nhất là có thể là nhận những cái toa thuốc của các thầy thuốc cho ở giai đoạn đầu. Cái thứ hai nữa là đôi khi chúng ta tự ý mua. Vì chúng ta có một cái toa rồi, chúng ta thấy hình như bác sĩ cho cái toa này tốt quá. Uống có 2-3 ngày hết rồi, lưu cái toa này lại. Lần sau chúng ta bị đau, cái chúng ta lại đi mua và chúng ta uống như vậy. Chứ chúng ta không theo dõi để điều trị một cách triệt để. Thì như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta, một là chúng ta chỉ giảm đau tạm thời mà thôi. Thứ hai nữa là nếu chúng ta có những cái bệnh lý nền hoặc là khi chúng ta lớn tuổi thì có thể có những cái tác dụng phụ, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị những cái tác dụng phụ của những thuốc giảm đau. Ví dụ như là viêm loét dạ dày tá tràng nè, có thể là có những cái tình trạng là nếu chúng ta không may chúng ta bị tăng huyết áp hoặc những bệnh lý nền thì có thể gây nên tình trạng suy thận nè. Đó là những cái lạm dụng thuốc giảm đau. Cộng thêm là có những cái phù hoặc là có thể là giữ nước của chúng ta nữa. Bên cạnh đó thì cái giai đoạn sau là giai đoạn rất quan trọng là phục hồi, thì hầu như chúng ta không theo dõi được. Đó là cái mà cái người bệnh không quan tâm nhiều. Với những cái gọi là những cái tác dụng phụ như vậy làm cho người bệnh rất là lo lắng, là chúng ta chỉ khi chúng ta đọc chúng ta chỉ nói là thôi chúng ta uống cầm chừng 3-4 ngày thôi để cho nó dễ chịu và tránh tác dụng phụ, thì đây là một cái giải pháp không đúng đối với cái quá trình mà điều trị những bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý xương khớp do thoái hóa khớp gây nên. Thế thì hiện nay để cho chúng ta có thể là gì, giải quyết được cái mục tiêu mà điều trị bệnh lý thoái hóa khớp, cộng thêm là chúng ta có thể giúp cho người bệnh có an toàn trong quá trình sử dụng, thì cái giải pháp từ thảo dược là một trong những giải pháp được ưu tiên chọn lựa và đã được các nhà chuyên môn người ta hướng tới rất là nhiều. Và hiện nay một trong những giải pháp mà đã được các nhà khoa học người ta chứng minh là có hiệu quả, an toàn, lành tính và rất là ít tác dụng phụ trong quá trình sử dụng, đó là một trong những giải pháp, đó là cái vương hoạt. Vương hoạt là sự chiết xuất từ cái hoạt chất, đó là mirror từ cây một dược. Cây một dược là một cái dược thảo mà có ở châu Âu, từ lâu đời được sử dụng để làm giảm đau. Thì các nghiên cứu cho thấy là cái mirror từ cây một dược có tác dụng giảm đau kháng viêm rất là tốt. Bên cạnh đó thì đây là cái để giúp cho chúng ta giải quyết triệu chứng đau nhất, thì các nhà chuyên môn người ta lại phối hợp thêm cái MSM. Đây là một cái hoạt chất mà nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi lại cái sụn khớp. Nên khi chúng ta phối hợp giữa cái mirror từ cây một dược và MSM, nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được hai cái. Một là triệu chứng đau. Cái thứ hai nữa là giúp cho chúng ta là gì? Là giảm đi cái tình trạng thoái hóa, có nghĩa là kéo dài cái tình trạng trẻ hóa của cái trẻ của cái hệ thống xương khớp của mình. Thế thì khi sử dụng kết hợp như vậy đó, các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nó có được ba cái nhóm tác dụng. Tác dụng đầu tiên là giảm đau các cái đau nhức, đặc biệt là đối với cái hệ thống của cái cột sống, thì đau nhức cột sống nè, đau nhức vai gáy nè ha, và tê bì chân tay
Đó là cái đầu tiên mà chúng ta giải quyết được. Kéo dài hơn nữa, cái tác dụng lâu dài thì nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Giúp cho phục hồi lại cái sụn khớp bị tổn thương. Và như vậy nó gọi là chậm đi cái quá trình lão hóa. Và khi giảm đau và cái phục hồi lại cái sụn khớp thì chúng ta sẽ trở lại cái hoạt động một cách là lẹ làng, sinh linh động hơn. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta phục hồi lại cái vận động của mình. Thì các cái nghiên cứu đã chứng minh trong ở trên lâm sàng cũng như là ở thực nghiệm đã chứng minh là cho thấy có hiệu quả như vậy. Và trên thực tế thì khi sử dụng thì các nhà chuyên môn người ta thấy rằng cũng giống như là phản hồi của các cái bệnh nhân cho thấy là sau khoảng từ 7 đến 10 ngày đó thì hầu như nó sẽ giảm được 70% cái triệu chứng đau. Và đặc biệt là nó phục hồi được 50% cái vận động của cái người bệnh. Và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái giải pháp vừa an toàn, vừa lành tính và vừa giải quyết được không những triệu chứng mà là giải quyết được nguồn gốc căn nguyên để gây ra cái căn bệnh đau nhức của mình. Thế thì đó là một trong những cái giải pháp mà bác sĩ nghĩ đây là một cái giải pháp mà rất là tốt cho những cái người bệnh lý xương khớp của chúng ta. Đối với những người bệnh lý xương khớp hiện nay thì đặc biệt là những cái bệnh lý ở vùng cột sống á, thì các cái theo cái nghiên cứu về thị trường mà sử dụng á, thì đã cho thấy là có 96,7% bệnh nhân người ta rất là gì hài lòng với cái giải pháp từ thảo dược này. Và cho thấy là hầu như cái tác dụng phụ xảy ra rất là ít. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này không những giúp cho khán giả của chương trình chúng ta và đặc biệt là cô Loan sẽ biết được cái nguyên nhân gây ra cái căn bệnh của mình để chúng ta có được một cái hiểu biết về cái căn bệnh. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái giải pháp điều trị đúng mức. Như vậy nó mới mong muốn là giúp cho chúng ta giữ được cái sức khỏe được lâu bền hơn và chúng ta sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh khi chúng ta ở bước vào cái tuổi trung niên cũng như khi chúng ta bắt đầu lớn tuổi. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Rõ ràng là chúng ta chỉ sợ cái gì chúng ta không biết thôi. Phải không ạ? Còn khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải cần để ý những điều đó. Và qua những chia sẻ của bác sĩ Sơn, dễ dàng cảm nhận được rằng là chúng ta quên mất những cái tư thế, những cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày á, nếu như sai tư thế thì nó dẫn đến những căn bệnh tái phát, đặc biệt là những cơn đau nhức xương khớp giống như là cô Loan vậy. Và rất nhiều người lớn tuổi thưa bác sĩ, hiện nay thì không hiểu cái lý do vì sao mà không nhớ rằng là mình đang ở độ tuổi cao tuổi mà vẫn hay quên và chọn những cái hành động sai đó. Ví dụ những người lớn tuổi như ông bà ở nhà thì hay bồng cháo. Mà cái độ tuổi này mà khòm xuống bồng cháo thì không thể nào mà cái bộ xương hay là cái cơ xương khớp chịu nổi được, phải không ạ? Và chính vì điều đó mà rất nhiều người đã bị những căn bệnh đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy tái phát rất là nhiều. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị nhìn nhận rõ vấn đề, để từ đó ý thức hơn. Đã thoái hóa rồi thì nó không thể nào trẻ hóa lại được, mà mình làm sao để ngăn ngừa nó và giúp cho nó ngừng thoái hóa hay là chậm thoái hóa lại thì nó sẽ tốt hơn. Và thưa quý vị, một trong những giải pháp hiệu quả để giúp giảm đau nhức, đau mỏi cổ vai gáy, nhức lưng hay là tê bì chân tay do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm đang được đánh giá cao hiện nay là sử dụng các giải pháp từ thảo dược, vì vừa đảm bảo an toàn vừa hiệu quả nữa. Trong đó thì viên xương khớp Vương Hoạt chứa chiết xuất mia từ cây bột dược từ châu Âu được biết đến là sản phẩm chuyên biệt cho người bị các bệnh về cột sống nè, với nhiều ưu điểm như là giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và an toàn với dạ dày, có kết hợp thêm thành phần hoạt chất bảo vệ tái tạo xương khớp hàng đầu là MSM. Chỉ sau từ 7 đến 10 ngày sử dụng liên tục thì đau nhức giảm 70%, phục hồi 50% chức năng vận động, và kiên trì sử dụng đủ liệu trình sẽ giúp tái tạo và bảo vệ xương khớp, ngăn ngừa bệnh tái đi tái lại nữa. Và Vương Hoạt cũng đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học Y dược học cổ truyền Việt Nam, giúp đến 96,7% người dùng giảm đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, giảm thoái hóa cột sống, gai đúc sống, thoát vị đĩa đệm, vận động sẽ dễ dàng hơn ở người bị đau nhức xương khớp, giúp cho người bệnh có thêm cơ sở, tăng thêm niềm tin khi lựa chọn. Và quý vị đừng quên là nhãn hàng Vương Hoạt đang có một chương trình ưu đãi với giá trị quà tặng lớn chưa từng có, thưa quý vị, lên tới 925.000 đồng cho 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình. Mặc dù là chương trình chỉ mới bắt đầu được một thời gian ngắn thôi, nhưng đã có nhiều khán giả gọi điện đến tìm hiểu về sản phẩm rồi. Vì vậy mà quý vị cũng hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802, để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng sản phẩm cũng như tận dụng ngay chương trình ưu đãi xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp lớn nhất từ trước đến nay với giá trị quà tặng hấp dẫn lên tới 925.000 đồng đang chờ quý vị nha. Và quý vị khán giả nào đang xem chương trình trực tiếp của chúng tôi và gặp những vấn đề về đau nhức xương khớp, hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay về tổng đài kết nối với chuyên gia, đó là 1900 6 3 6 8 0 2, để trực tiếp được kết nối với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tư vấn về cách điều trị cho quý vị. Và ngay bây giờ xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo. Dạ alo. Alo, chào chương trình. Dạ xin chào, xin mời chia sẻ với tình trạng của mình ạ. Dạ cho tôi xin chào bác sĩ Sơn ạ. Dạ. Cho tôi trình bày cái bệnh của tôi như vậy. Tôi thì cứ hay bị nhức ở như cái chỗ sau vai gáy á. Dạ.
rồi hay là nói chung cái đầu nó cũng nhức lắm, hay say sẩm mặt mày lắm, rồi còn cái lưng thì nó đau nguyên cái lưng luôn, rồi nó đau mà nó giống như thần kinh tọa sao nó chạy xuống hai cái bắp giò nữa. Thì cũng có đi khám thì bác sĩ bệnh viện người ta kêu là tôi là bị thoái hóa cột sống cổ, rồi là thoái hóa cột sống ở dưới lưng á, rồi bị rách cái gì đó, rách sơ đĩa đệm á bác, rồi là nó bị là chỗ L4 L5 á mà, rồi thì con cũng có uống thuốc tây rồi. Rồi cũng có đi nằm trên cái giường mà nó kéo cái dây cho cái lưng nó giảm ra đó mà. Nhưng mà nó cũng không có hết. Không bớt, Thì mấy ngày nay nói chung là nằm nó khó lắm. Cứ phải nghiêng à. Chứ không có lăn qua lăn lại được. Nó đau khủng khiếp lắm. Này, mấy hôm nay nó cũng trời nó nắng nóng nực về kia đó mà. Dạ, nên nó cũng hơi khó, hơi khó khăn, không biết là giờ tôi không biết sao nữa. Đang thấy chương trình này thì nhờ bác là tư vấn giùm tôi mà. Giữ máy để bác sĩ hỏi thêm vài câu ạ. Chú năm nay thì mình được bao nhiêu tuổi ha? Là một cái thứ hai ngoài. Là... 65 tuổi bác. 65, mình có bệnh lý gì khác ngoài cái đau nhức này không ạ? Tôi thì là bệnh lý thì ổn hết á. Chứ nó hơi cao huyết áp thôi. Mình có phải làm việc nặng không chú hả? Ngày xưa thì có nhưng mà bây giờ hết làm nổi rồi. Với trường hợp của chú thì bác sĩ chia sẻ như thế này. Thật sự ra thì tất cả những người lớn tuổi thì bao giờ cũng khi hỏi về hồi xưa có làm việc nặng không thì ai cũng làm hết. Người làm việc nặng, người làm việc nhiều khi chúng ta không nặng lắm nhưng chúng ta không để ý đến cái tư thế ngồi của mình. Cho đến hiện nay nhiều khi ngồi mà cong cái lưng vậy thì thấy thoải mái hơn là phải ngồi thẳng cái lưng lên. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi không đúng tư thế thì nó sẽ làm cho cột sống của chúng ta bị thoái hóa. Mà thật sự nghe như vậy đó thì chúng ta thấy ngồi tí không sao đâu. Nhưng mà nếu chúng ta giữ để như vậy thì cái trọng lượng của cái cột sống của chúng ta nó sẽ bị sai đi. Và khi sai như vậy nó sẽ làm cho cột sống của chúng ta lệch. Và khi lệch thì các cái mặt của cột sống nó sẽ bào vào nhau, nó mòn vào nhau và khi đó nó sẽ làm mòn. Và cái mòn đó, cái người chuyên môn người ta gọi là cái gai. Và đôi khi nó sẽ làm xẹp các cái đốt sống của chúng ta đi. Thế thì cái đốt sống, trong cái cột sống của chúng ta thì hầu như cái đốt sống nào nó cũng có thể bị lão hóa hết. Tuy nhiên hai cái vùng mà chúng ta bị thường hay gặp nhiều nhất đó là cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Vì hai cái vùng này là hai cái vùng chịu lực. Cái đầu của chúng ta nó quay liên tục để nó làm việc. Và cái lưng của chúng ta cũng vậy. Và khi chúng ta xoay đầu hoặc là làm việc không đúng tư thế thì khi đó sẽ làm cho cái cột sống cổ của chúng ta bị thoái hóa nhanh. Lý do tại sao mà chúng ta hay bị đau nhức đầu, nè, chóng mặt, nè, đau tê mỏi vai gáy là khi đó, khi chúng ta bị thoái hóa thì không những chỉ đau ở cổ không mà nó còn chèn ép vào các cái rễ thần kinh. Và các rễ thần kinh đó thì nó có thể là chèn ép, nó làm chúng ta nhức đầu, có thể làm chúng ta nhức vai gáy, thậm chí có thể làm chúng ta bị tê mỏi yếu chân tay, yếu tay của chúng ta nữa. Còn riêng đối với cột sống thắt lưng á, thì nó có thể chèn ép vào cái rễ thần kinh ở cái gọi là cái thần kinh tọa, do đó nó sẽ làm chúng ta bị đau tê cái chân. Và khi đi khám thì chúng ta sẽ được bác sĩ chẩn đoán là bị thần kinh tọa rồi và thoái hóa cột sống. Thì khi cái cột sống của chúng ta, cái thần kinh tọa, cái đĩa đệm nó sẽ nằm ở giữa. Khi cái cột sống của chúng ta nó không còn chắc, nó sẽ bị di lệch và nó sẽ làm rách cái bao của cái đĩa đệm, và khi đó đĩa đệm nó sẽ chuồn ra. Và như vậy nó sẽ làm cái gọi là thoát vị đĩa đệm. Thì khi chúng ta bị như vậy thì có một cái điều duy nhất là thường thường là chúng ta sẽ thấy đau nhiều và nó có thể là làm cho tê và đôi khi nó làm nặng chân và đôi khi chúng ta đi lại không được. Với những cái biến chứng này nếu chúng ta không tích cực điều trị ở ban đầu thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta yếu liệt chân tay của chúng ta luôn. Và đôi khi chúng ta phải qua những cái đợt phẫu thuật. Như vậy nó sẽ rất là nặng nề. Thì cái này bác sĩ giải thích thêm cái căn bệnh để cho chú nắm được. Thế thì với cái giai đoạn của chú hiện nay đó thì chúng ta nên chú ý đến cái tư thế của chúng ta khi chúng ta ngồi. Tất cả bắt đầu từ bây giờ trở đi, mỗi lần chúng ta ngồi mà chúng ta nhớ đến cái đau thì chúng ta phải nhớ là cái lưng chúng ta phải thẳng lại và cái đầu của chúng ta phải thẳng để cho cái cột sống của chúng ta nó bắt đầu thẳng. Khi chúng ta ngồi như vậy ở giai đoạn đầu nó rất là khó chịu, nhưng khi chúng ta ngồi quen nó sẽ giảm bớt đi, nó sẽ dần dần nó quen dần đi. Đó là một cái cách mà chúng ta chỉnh lại cái cột sống của mình.
Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta nên chú ý là mỗi lần làm một cái việc gì nặng khi bước vào tuổi 60 rồi thì cái công việc hoặc là tập luyện của chúng ta nó sẽ phải được giảm dần đi. Hồi xưa khoảng 20 tuổi tôi khiêng được 20kg, 30kg nhưng giờ nhiều khi tôi chỉ khiêng 2-3kg thôi là tôi đã thấy mệt rồi. Thành ra chúng ta không nên dựa vào cái sức của mình để chúng ta làm những cái công việc nặng. Và khi chúng ta khiêng vác thì hiện nay chúng ta có rất nhiều dụng cụ để có thể hỗ trợ cho mình thì chú nên sử dụng. Chúng ta không nên dùng cái lực của cái cuộc sống của mình để mà khiêng vác. Nói đến khiêng vác rồi thì cái tư thế, đôi khi chúng ta ngồi chơi với nhau, chúng ta cũng phải chú ý đến cái tư thế ngồi của mình để cho chúng ta là cảm thấy là gì, để giữ cho cái cuộc sống của chúng ta tốt. Đó là cái tiên quyết hàng đầu. Cái thứ hai, cái phương pháp tập luyện cũng rất quan trọng. Chú nên tập cái động tác, những cái động tác của cột sống và chúng ta tập từ từ. Cái cột sống cổ thì chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng và chúng ta tập những cái động tác là cúi đầu, ngửa đầu ra và nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, xoay trái, xoay phải rất là từ từ, rất là chậm chậm, vừa xoay vừa hít thở và chúng ta làm từ từ. Thì mỗi ngày chúng ta làm nhiều lần được không sao hết. Khi nào chúng ta rảnh, chúng ta cảm thấy thoải mái thì chúng ta sẽ tập. Khi tập như vậy, nó sẽ giúp cho cái hệ thống cơ chung quanh cổ của chúng ta nó chắc và nó là một trong những cái yếu tố giúp cho cái cột sống của chúng ta nó được vững hơn. Còn riêng đối với cái cột sống thắt lưng, thì chúng ta sẽ ở cái giai đoạn này, chú có thể bằng phương pháp nằm. Khi chúng ta trước khi đi ngủ và khi chúng ta sau khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta nằm và chúng ta ôm hai cái chân vào. Nghe thì nó có vẻ đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta ôm vào như vậy, ôm hai cái đầu gối vào thì nó sẽ giúp cho cái cột sống của chúng ta nó giãn những cái cơ ra. Và như vậy nó sẽ giúp cột sống chúng ta thẳng lên. Và sau khi mà chúng ta thấy giảm cơn đau rồi, chúng ta tập những cái động tác thể dục buổi sáng hoặc là những động tác của cái những cái động tác ví dụ đi bộ, yoga chẳng hạn. Nhưng mà nhớ là trước khi chúng ta khởi động một cái tập thể dục nào đó, chúng ta phải khởi động tất cả các khớp để cho các cái khớp và dây chằng của chúng ta cũng như các cơ của chúng ta nó quen dần đi. Thì mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú nhớ đến cái phương pháp tập luyện của mình. Tuy nhiên đến đó thì chưa phải là hết. Mà với cái giai đoạn mà chúng ta đang bị thoái hóa rồi, thì cái quan trọng hiện nay là chú đang bị tăng huyết áp. Mà những cái thuốc mà giảm đau mà chú đã sử dụng, nó đã có làm cho chú là gì? Thứ nhất là có một số cái tác dụng phụ. Thứ hai là nó cứ tái đi tái lại hoài. Thì hiện nay một trong những giải pháp mà chú có thể sử dụng được, và đặc biệt là bác sĩ nghĩ sẽ phù hợp với chú, đó là giải pháp từ thảo dược. Và một trong những cái giải pháp đó là cái vương hoạt có chiết xuất từ mirror, từ cây một dược và cái MSM. Lý do tại sao nó là cái đây là một giải pháp mà nó phù hợp với chú là vì nó vừa có cái mirror để giảm đau, và đặc biệt cái mirror là giảm đau kháng viêm đối với những cái hệ thống xương khớp của cái cột sống. Và cái thứ hai nữa là MSM là một trong những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường phục hồi lại cái sụn của cái khớp. Và như vậy lâu dần nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta nó vững vàng lại hơn. Và những cái vùng mà tổn thương nó sẽ bị được phục hồi lại. Và chú kiên nhẫn để sử dụng. Vì khi chúng ta bị mòn cái cột sống này là đến 65 tuổi mới mòn. Có nghĩa là từ lúc sinh ra đến 60 tuổi mới mòn. Và chúng ta bắt đầu đau thì khi chúng ta dùng nó cũng phải bằng cái thời gian. Ít nhất cũng phải là bằng 1/10 của cái thời gian của chúng ta bị. Thì nói vậy có nghĩa là chúng ta không nên lo lắng lắm. Thì có nhiều bác hỏi là bác sĩ là uống đến bao giờ? Bác sĩ bảo hình như là cái điều trị thoái hóa cột sống, điều trị suốt cuộc đời. Nhưng không có nghĩa là chúng ta phải uống thuốc suốt cuộc đời. Có thể là sau một thời gian uống thuốc xong, chúng ta sẽ giữ gìn tập luyện, rồi sau đó có những cái đợt chúng ta dùng thuốc. Thì hiện nay thì cái dược thảo đó các bác sẽ dùng như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng 3 viên sáng và 3 viên chiều. Trong giai đoạn từ 1 đến 2 tuần đầu thì nó sẽ làm giảm đi cái cơn đau. Khi cái cơn đau của chúng ta giảm rồi thì chúng ta bắt đầu chuyển sang cái liều mà gọi là liều duy trì là 2 viên sáng và 2 viên chiều. Cái liều này chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 3 đến 6 tháng. Tại sao chúng ta phải dùng 3 đến 6 tháng? Vì đây là cái thời gian để cho cái sụn khớp của chúng ta nó được phục hồi. Những cái tổn thương nó sẽ được phục hồi, và như vậy khi chúng ta vận động nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thì chú nên kiên trì để sử dụng. Và nếu sau 3 đến 6 tháng mà chúng ta thấy hình như cái cột sống của chúng ta nó không còn đau nhức nữa thì mình có thể ngưng. Và nếu mà sau 1, 2 năm sau hoặc là năm sau mà nó bắt đầu hơi khó chịu lại thì chú có thể lại phải chúng ta lại có một cái đợt sử dụng lại để cho gì? Để chúng ta duy trì. Cũng giống như là chúng ta giữ gìn cho cái cột sống của chúng ta nó vững vàng, khỏe mạnh liên tục luôn. Dạ vâng. Đó là cái. Còn nếu mà trong trường hợp mà sau 6 tháng mà chúng ta thấy hình như cái cơn đau của chúng ta nó đã giảm nhưng nó chưa hết hẳn thì chú có thể sử dụng tiếp tục. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho mình là gì? Giải quyết được cái căn bệnh của mình một cách triệt để hơn. Và
chú không nên quên là bên cạnh đó thì chúng ta phải chế độ dinh dưỡng làm sao cho đừng có tăng cân quá ha, và ăn uống đầy đủ các chất, đặc biệt là tăng cường rau củ quả, và chúng ta không nên sử dụng những cái chất kích thích quá nhiều, ví dụ như bia rượu, thuốc lá ha. Và đặc biệt là năm nay trở đi thì hình như khí hậu của mình hơi nóng. Được. Chúng ta không quên là chúng ta phải uống đủ nước, vì nếu chúng ta thiếu nước thì nó sẽ làm cho chúng ta bị co cơ, và một trong những dấu hiệu của co cơ là chúng ta sẽ bị chuột rút, và khi đau như vậy nó sẽ làm xuất phát cơn đau, và những cái cơn đau như vậy nó sẽ làm cho cái căn bệnh của chúng ta nó có thể trở nặng hơn. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú hiểu được căn bệnh của mình, chọn được cái phương pháp là phù hợp để chú có thể giải quyết được cái căn bệnh của mình một cách tốt nhất. Yeah. Cảm ơn bác sĩ Sơn. Rõ ràng vấn đề không phải bàn nữa. Trường hợp của chú thì chú rất là phù hợp để dùng Vương Hoạt ngay trong thời gian này. Tại vì với những gì chú chia sẻ thì chú vừa bị cao huyết áp nè. Cái người bị cao huyết áp khi mà dùng thuốc tây nhiều rồi á, nếu mà tiếp tục dùng các giải pháp giảm đau khác rất là khó chịu trong cơ thể, nó nóng trong, nó khô miệng, nó làm mình thậm chí là đau bao tử, đau dạ dày nữa. Rất nhiều những trường hợp phản ánh về chương trình đã chia sẻ như vậy rồi. Và có một thông tin nữa, đó chính là riêng bản thân khi mà mẹ Hiếu dùng Vương Hòa các bác sĩ Sơn thì mới dùng những ngày đầu tiên á, thì dường như là mẹ nói chưa êm. Dạ. Nhưng mà cái tự nhiên á, bắt đầu từ ngày thứ bảy trở đi, Hiếu tưởng là mẹ không uống nữa, mới hỏi là ủa mẹ ơi mẹ còn uống Vương Hòa không, thì mẹ vẫn còn uống. Ủa nhưng mà sao nó hết đau rồi. Thì cái cảm giác ở đây là mẹ tin con trai á bác Sơn, cho nên là mẹ dùng cái sản phẩm này là tại vì thấy con trai đang làm chương trình mà có bác sĩ tư vấn. Thì hiện nay là mẹ Hiếu chuẩn bị uống lại một liệu trình khác, tại vì là liệu trình trước đó là 3 tháng uống xong êm ru. Và như Hiếu vừa chia sẻ, trong các chương trình là luôn luôn hồi Tết này đi chơi thoải mái, giữ cháu thoải mái, nhưng mà cũng khuyến khích là đừng có nên sai tư thế thôi. Cho nên trường hợp của chú thì mình phải can thiệp sớm đi, tại vì hỗ trợ điều trị sớm á, thì nó đỡ đau hơn và nó làm cho mình rút ngắn cái quá trình hỗ trợ điều trị. Để từ đó mình an tâm hơn chăm sóc cái vấn đề mà mình sợ các loại thuốc tây nó ảnh hưởng. Mẹ Hiếu cũng có rất nhiều bệnh nền nha, tiểu đường nè, huyết áp nè, nhưng mà vẫn dùng chung với thảo dược được tại vì nó an toàn và nó hiệu quả, nó lành tính nữa. Cho nên chú hãy tận dụng ngay cơ hội của chương trình ngày hôm nay, đang có một chương trình ưu đãi quá là hấp dẫn. Mình Hiếu cho rằng là chưa bao giờ thấy Vương Hoạt khuyến mãi lớn như vậy, với quà tặng trị giá lên đến 925.000 đồng mà chỉ dành cho 99 khách hàng đầu tiên gọi về 1800 6802 thôi. Cho nên chú cũng như quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ mà đang gặp phải tình trạng về đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay do thoái hóa cột sống hay là thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng á, thì tận dụng ngay ưu đãi này để mình vừa tiết kiệm chi phí, bên cạnh đó mình có thêm quà tặng và mình hỗ trợ điều trị bằng một giải pháp được các chuyên gia tư vấn và tin dùng, cũng như được nhiều người bệnh tin tưởng trong suốt thời gian vừa qua là Vương Hoạt. Vậy thì chúc cho chú nhiều sức khỏe với giải pháp của Vương Hoạt và nhớ những tư vấn của bác sĩ chia sẻ nha. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Và thưa quý vị, qua những tư vấn của bác sĩ Sơn có thể thấy là việc xác định chính xác phương pháp điều trị an toàn tận gốc nhanh chóng chứng đau lưng, mỏi vai gáy hay là thoái hóa cột sống lâu năm là vô cùng quan trọng thưa quý vị. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn cũng đã đưa ra những giải pháp đã được thế giới công nhận, rất nhiều nhà khoa học trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao chiết xuất mia từ cây một dược có trong vi xương khớp Vương Hoạt. Và thưa quý vị, cô Nguyễn Thị Gái 55 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh là câu chuyện người thật việc thật đã cải thiện sức khỏe xương khớp sau khi được chương trình bạn hỏi thầy thuốc trả lời tư vấn hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa cột sống lưng thoát vị đĩa đệm. Và Phương Hiếu xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn cũng như quý vị khán giả cùng gặp lại bác ngắn qua phóng sự nhỏ ngay sau đây nha. Thoát khỏi những cơn đau xương khớp, chân tay có thể vận động đi lại thoải mái là một niềm vui vô cùng lớn của cô Nguyễn Thị Gái. Trong những ngày gặp lại những người làm chương trình, cô vui mừng chia sẻ giờ có thể cử động ngón tay dễ dàng, làm việc phụ giúp gia đình được rồi. Gặp được thảo dược quý đã thay đổi rất nhiều điều cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn. May mắn lần trước tôi được tham gia chương trình này và biết đến sản phẩm Vương Hoạt chuyên đặc biệt dành cho những người bị đau cột sống, đặc biệt là thành phần thảo dược như chiết xuất từ mirờ nè, từ cây mộc dược nè và hóa chất MSM, nó giảm đau rất là nhanh mà lại an toàn nữa, nên tôi sử dụng đúng theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Mấy ngày đầu thì tôi ăn nhiều, thì tôi dùng một ngày là 2 lần, mà mỗi lần là 3 viên. Tôi đứng lên, tôi ngồi xuống rất là thoải mái, không phải như lúc trước nữa, phải nhăn nhó nữa, mà giấc ngủ tôi rất là ngon. Hết tháng đầu là bây giờ tôi đi chợ được nè, tôi nấu cơm rất là thoải mái, không còn phải nhăn nhó nữa. Con gái tôi nó thấy tôi nấu cơm nè, đi chợ nè, vui vẻ vậy, thật ra gia đình tôi nay vui lắm. Hạnh phúc đôi khi thật giản dị, đó là được quây quần bên con cháu, được làm những việc nhỏ nhặt đỡ đần cho người thân. Với người lớn tuổi, đi qua nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống, những phút giây đó càng thêm ý nghĩa. Cô Nguyễn Thị Gái hài lòng với những tháng ngày hiện tại. Hết những cơn đau nhức xương khớp,
trở lại nhịp làm việc và sinh hoạt bình thường, các con của cô cũng yên tâm thật nhiều. Tôi biết là bệnh của tôi là nặng lắm rồi, nhưng may mắn là tôi tìm đúng sản phẩm nên tôi rất kiên trì. Theo lời hướng dẫn của bác sĩ, tôi dùng từ 3 đến 6 tháng và nay tôi cải thiện tốt lắm. Công việc của tôi thì nó ổn nè, tôi ăn ngon, tôi ngủ ngon. Tôi cảm ơn sản phẩm Như Hoạt đã đem lại cho tôi sức khỏe. Thì bây giờ tôi thấy tôi rất thoải mái, tinh thần tôi khỏi thoải mái. Cả nhà tôi rất là vui vẻ khi nhìn thấy tôi thoải mái như vậy. Và tôi thấy tôi trẻ trung như là ngày nào. Chúc mừng cô Nguyễn Thị Gái đã tìm lại được sức khỏe ổn định cho xương khớp, có được những bước chân vui tươi và trạng thái hoạt động thoải mái. Mong cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thưa quý vị, có lẽ khi thấy cô gái tràn đầy sức sống như vậy thì chúng tôi rất lấy làm vui mừng, là tại vì cô gái đã nghe theo lời tư vấn và chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong các chương trình trước đã tư vấn cho cô gái dùng viên xương khớp Phương Hoạt. Và rõ ràng là chính nụ cười của cô và những hoạt động của cô hàng ngày đang trở lại một cách bình thường. Cô tập thể dục, cô vui vẻ làm việc nhà và chăm sóc con cái, yêu thương những người thân trong gia đình của mình. Đó chính là niềm vui khôn xiết đối với những người thực hiện chương trình của chúng tôi. Và cảm ơn cô gái đã tin dùng Phương Hoạt để giúp cho mình có thể thoải mái hơn, cũng như sức khỏe của mình giờ đây không còn lo lắng những cơn đau nhức xương khớp hay là thoái hóa cột sống hay là đau mỏi cổ vai gáy gây ra nữa. Vậy thì nếu quý vị khán giả cũng gặp phải tình trạng như là cô gái thì đừng bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, là tại vì Phương Hoạt đang có một chương trình ưu đãi mà Hương nghĩ rằng là quá hấp dẫn luôn, lớn nhất trong năm thưa quý vị, đó chính là dành tặng cho quý vị một phần quà trị giá 925.000 đồng và chỉ dành cho 99 khách hàng đầu tiên gọi điện về tổng đài 1800 6802 để đặt mua Phương Hoạt trong chương trình này mà thôi. Vậy thì hãy nhanh tay lên, tại vì thời gian càng giảm về cuối chương trình thì quà tặng càng giảm đi, cho nên hãy tận dụng cơ hội này để tiết kiệm cho mình quý vị nha. Còn bây giờ chúng ta cùng xem là đến vị khán giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia có những vấn đề như thế nào cần bác sĩ của chương trình tư vấn. Mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ xin mời chia sẻ tình trạng của mình ạ. Bác sĩ đang nghe đây ạ. Dạ chào chú MC. Chú MC trùng tên với tôi á. Dạ tên Hiếu luôn ạ. Dạ, tôi tên Hiếu. Năm nay tôi 65 tuổi rồi. Tôi ở Cần Thơ á. Dạ chào cô ạ. Tôi thì bị cái đốt sống lưng, đi bác sĩ nói là tôi bị đốt sống lưng, sống cổ, bị vôi. Lúc đó đau dữ lắm, cả chục năm rồi. Rồi cứ uống thuốc tây như vậy rồi riết rồi thấy nó bị giống như bị dạ dày vậy đó. Thành ra là người ta chỉ cho tôi là xài cái thuốc mà có thảo dược gì đó, thấy bác sĩ chỉ lên đây rồi có mấy thứ gì mà vừa Vương Hoạt gì đó. Cũng xài được mấy chai rồi cũng đỡ. Nhưng mà nếu mà tôi mà mang nặng cái gì một chút nó lại đau. Xin hỏi bác sĩ là cái này là tôi xài lâu rồi, bây giờ là xài tiếp nữa là có ổn không? Tôi thấy thuốc gì cũng là thuốc mà uống hoài chắc không êm quá. Thì bác sĩ tư vấn cho cô Hiếu ạ. Vâng. Cảm ơn cô, cái sự chia sẻ của cô. Thật sự là như thế này, bác sĩ đã nói ngay từ đầu, khi chúng ta bị một cái thoái hóa cuộc sống, có nghĩa là cuộc sống của chúng ta bắt đầu lão hóa, bắt đầu mòn rồi. Và khi chúng ta điều trị đó, thì cái mong muốn của chúng ta là làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, là cái triệu chứng đầu tiên là nó giảm bớt cái tình trạng đau tê, hay là nếu chúng ta có tê. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mà để chúng ta phục hồi thì nó không người nào giống người nào hết. Có nhiều người cái tổn thương nó còn nhẹ thôi, chúng ta có thể uống 3 tháng, 6 tháng chúng ta thấy dễ chịu. Nhưng có nhiều người đôi khi sẽ uống vài năm. Cái đó là cái mà cái thật sự mà bác sĩ đã gặp. Thế thì khi chúng ta sử dụng như vậy với mục đích là gì? Cái giai đoạn sau là cái giai đoạn mà là giảm đi cái sự tái phát những cái cơn đau. Ví dụ như hồi xưa cứ khoảng 1 ngày, 2 ngày chúng ta bị. Bây giờ nhiều khi phải 3, 4 tháng chúng ta mới bị một lần. Và cái thứ hai nữa là chúng ta vận động một cách nhẹ nhàng hơn. Và khi chúng ta sử dụng như vậy để nó giúp cho cái cột sống của chúng ta nó được bảo vệ. Nghĩa là những cái vùng mà bị bào mòn đó, nếu mà còn được phục hồi, nó sẽ phục hồi. Cái thứ hai nữa là nó làm chậm đi cái quá trình lão hóa. Thì do đó, nếu mà cô đã sử dụng cái dược thảo, cái phương pháp dược thảo này, mà cô thấy là nó dễ chịu, nhưng mà mỗi lần cô khiêng vác nặng, thì là cô lại bị đau nhức lại. Thì đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Vì bác sĩ đã nói rồi, khi chúng ta bước vào tuổi lớn, chúng ta không được khiêng vác nặng nữa. Thậm chí có nhiều cô chỉ cần là bê một cái nồi cơm lên thôi, và không đúng, vì lúc đó mình làm không có đúng tư thế, nó cũng sẽ bị đau.
Tại vì cái quan trọng là cái cuộc sống của chúng ta hoặc là các cái khớp của chúng ta nó sẽ được bảo vệ ở cái tư thế đúng. Và khi chúng ta đã bị mòn rồi thì nó dễ bị trật lắm. Chúng ta chỉ cần đứng hoặc chúng ta ngồi. Thậm chí bác sĩ thấy là có những người ngồi coi tivi mà hơi ngẩng cái cổ vậy, đến đêm ngày hôm sau là bị đau lại. Là vì lý do là các cái đốt sống nó sẽ trượt lên nhau không đúng cái tư thế, và khi đó nó sẽ gây nên cái tình trạng là căng đau các cái cơ quanh của cái cuộc sống của chúng ta. Do đó cái đầu tiên mà đối với trường hợp của cô thì bên cạnh cái chúng ta sử dụng những giải pháp từ thảo dược, ví dụ như là cô đang dùng cái vương hoạt có cái mirror từ cây một dược và cái MSM, thì cô tiếp tục dùng và chúng ta sẽ kết hợp thêm cái phương pháp tập luyện. Đối với cô thì bác sĩ nghĩ đầu tiên là phải tập luyện kết hợp, là cô sẽ tập cái động tác của động tác cổ mà bác sĩ chia sẻ rồi, bác sĩ sẽ nhắc lại. Cô sẽ ngồi thẳng lưng, nếu chúng ta chưa quen chúng ta sẽ ngồi trước cái gương để chúng ta nhìn cho cái mặt của chúng ta nó thẳng. Và khi đó chúng ta bắt đầu hít vào và chúng ta cúi cái cổ chúng ta xuống hết mức. Rồi chúng ta hít thở vài cái xong chúng ta nâng lên từ từ. Cái thứ hai sau đó chúng ta lại ngửa ra sau hết mức và chúng ta lại bắt đầu chúng ta thẳng lại. Chúng ta tập như vậy khoảng 10, 15, 20 cái tùy cái thời gian của mình. Và chúng ta nghiêng sang bên trái tối đa. Ví dụ, có nhiều cô nghiêng đến đây đã đau rồi thì chúng ta nghiêng đến đây thêm một tí xíu nữa. Chúng ta để giữ khoảng, chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 xong chúng ta thẳng lại. Và chúng ta xoay sang bên kia. Rồi chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Và chúng ta xoay sang bên trái, xoay sang bên phải. Rất, các động tác này tập rất là từ từ. Có nhiều cô chỉ có tập nhanh là gì? Cúi lên, cúi xuống rất là nhanh. Nó sẽ làm cho tổn thương các cái cơ, các cái dây chằng xung quanh. Đó là cái phương pháp đó. Thì mỗi ngày tập bao nhiêu? Chúng ta có thể tập nhiều lần lắm. Buổi sáng ngủ dậy nằm ngồi trên giường chúng ta tập. Và khi chúng ta làm việc xong, chúng ta nấu cơm xong, chúng ta có thời gian chúng ta tập. Trước khi đi ngủ chúng ta tập. Rồi cái động tác của cái lưng thì chỉ cần nằm và chúng ta tập là ôm cái đầu, cái cột sống vào và chúng ta đạp xe đạp thôi. Thì đối với cái người lớn tuổi của chúng ta là như vậy. Cái thứ hai, cái quan trọng đối với nữ của chúng ta là không tăng cân. Khi chúng ta lớn tuổi thì thường chúng ta hay bị tăng cân. Và nếu tăng cân thì là một trong những yếu tố nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta nó phải chịu cái lực nhiều hơn. Nên cô không nên tăng cân. Và nếu không may là hiện nay chúng ta đang thừa cân thì chúng ta nên giảm cân một tí xíu bằng cách chúng ta giảm bớt cái chế độ ăn chất ngọt và tinh bột. Chúng ta tăng cường rau củ quả, chúng ta tăng cường các cái chất đạm, ví dụ như thịt cá trứng sữa chúng ta vẫn duy trì. Chúng ta chỉ giảm bớt lượng cơm đi và lượng những cái chất đường đi, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng mong muốn là các bạn nên, riêng cô là nên uống đủ nước. Vì cái thời tiết này là thời tiết mà nó dễ làm cho các cái cơ của chúng ta nó thiếu nước và thiếu các chất khoáng. Như vậy nó sẽ làm co cơ và cái cơn đau nó sẽ đau nhiều hơn. Và chú ý là nếu bây giờ cô đang ở cái cơn đau thì cô có thể mua một cái đai cổ hoặc một cái đai lưng. Nếu cái cuộc sống của mình, cái công việc mình không có ai giúp đỡ hoặc là cô bắt buộc phải làm những việc đó thì cô mua một cái đai cổ và một cái đai lưng. Khi chúng ta làm việc chúng ta sẽ đeo cái đai cổ. Cái đai cổ nó sẽ nhắc cho chúng ta là không được làm sai tư thế. Thứ hai nữa là nó là một trong những cái giống như là cái để giúp cho, hỗ trợ cho cái cổ và cái lưng của chúng ta khi chúng ta làm việc. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cô có được một cái quá trình điều trị một cách hiệu quả hơn. Và cái câu hỏi đặt ra là cái đai này chúng ta sử dụng bao lâu? Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì thường thường ở giai đoạn cấp đau nhiều á, thì bác sĩ sẽ khuyên là bệnh nhân nên sử dụng đeo cái đai nó liên tục trong vòng 6 tháng. Và sau 6 tháng thì chúng ta bắt đầu giảm bớt đi và chúng ta thả ra. Khi nào chúng ta làm việc nặng thì chúng ta mới đeo thôi để chúng ta bảo vệ. Và như vậy nó sẽ giúp cho cái sức khỏe của hệ xương khớp của chúng ta được tốt hơn. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho cô là an tâm. Chúng ta sẽ sử dụng. Và cái thứ hai nữa là cô nên cố gắng duy trì cái hoạt động của mình. Và bác sĩ xin nhắc một tí như thế này. Sẽ không hết hoàn toàn cái bệnh lý thoái hóa. Sẽ không hết hoàn toàn. Nên nếu chúng ta có một cái động tác không đúng hoặc có một cái tư thế không đúng hoặc có một cái vận động không đúng thì nó sẽ làm cho cơn đau tái phát trở lại. Do đó chúng ta phải chú ý, chúng ta không được chủ quan. Có nhiều cô bác là chủ quan thì khi đó cái cơn đau nó tái đi tái lại và thậm chí nó có thể nặng nề hơn. Dạ vâng, rất mong chia sẻ này giúp cho cô có là gì an tâm để chúng ta ổn định cái sức khỏe của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ Sơn. Cô Hiếu cũng an tâm nha, tại vì rõ ràng là có một thực tế ở trên đời này sẽ không có thuốc cải lão hoàn đồng. Dù cho uống vương hoạt đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng hay là uống nhiều hơn đi chăng nữa thì không phải thuốc tiên. Quan trọng là mình phải chú ý cái tư thế và hành động của mình. Có một điều Hiếu hay nói với ba mẹ của mình là ba mẹ lớn tuổi rồi, bật chế độ từ từ giùm con. Là ngủ ngồi dậy cũng phải từ từ ngồi dậy, bước xuống giường cũng phải từ từ, mở cái cửa đi ra ngoài cũng phải từ từ. Cứ từ từ thôi, là tại vì lớn tuổi mà bị thoái hóa, bất
kỳ một phản ứng nhanh nào cũng rất là dễ dẫn đến tình trạng mà nó sẽ siêu vẹo hay là nó trật cái khớp của mình thì rất là khó chịu, đặc biệt là với những người bị thoái hóa cột sống hay là thoát vị đĩa đệm như là cô Hiếu. Cho nên tình trạng của cô Hiếu á, cô đang dùng phương hoạt mà cô thấy tốt rồi á, có nghĩa là nó rất là phù hợp với cô và nó không để lại tác dụng phụ, phải không ạ? Thoải mái để mình dùng, vậy thì cô Hiếu dùng thêm đủ lộ trình từ 3 đến 6 tháng nha. Hoặc nếu dùng tới 6 tháng rồi á mà nó vẫn còn ê chút xíu, nó chưa êm lắm, mình dùng thêm nữa không sao đâu. Tại vì Hiếu biết được rằng là chăm sóc khách hàng của Vương Hoạt rất là kỹ lưỡng, sẽ luôn gọi điện để hỏi thăm cũng như tư vấn các khách hàng của mình để có một cái liệu trình phù hợp nhất. Cho nên cô hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay đi cô Hiếu. Đây có chương trình ưu đãi mà gọi là lớn nhất trong năm, quà tặng gì mà lên đến gần 1 triệu luôn, 925.000 đồng cho món quà tặng này khi mà cô Hiếu sở hữu Vương Hoạt khi đặt hàng ngay trong chương trình ngày hôm nay qua số 1800-6802. Cho nên cô Hiếu hãy yên tâm, cũng như cả quý vị khán giả nữa hãy yên tâm tận dụng cơ hội khuyến mãi lớn chưa từng có để xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp này với Vương Hoạt ngày hôm nay. Giá trị quà tặng lên đến 925.000 đồng. Phương Hiếu xin được nhắc lại, đừng bỏ qua quý vị nha, tại vì chỉ có 99 khán giả được nhận khuyến mãi này thôi, hãy nhanh tay lên ạ. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Sơn với phần tư vấn vừa rồi, cũng như chúc cho cô Hiếu nhiều sức khỏe. Và quý vị khán giả ơi, quý vị hoàn toàn có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Vương Hoạt chuyên biệt cho người bị các vấn đề về cột sống nè, với chiết xuất mia từ cây bột dược và hoạt chất bảo vệ và tái tạo xương khớp hàng đầu MSM. Vương Hoạt giúp giảm đau nhanh, tăng bảo vệ và tái tạo xương khớp, ngăn được bệnh tiến triển và tái phát nữa. Thực tế thì nhiều người sử dụng viên xương khớp Vương Hoạt đã có phản hồi như sau: sau từ 7 đến 14 ngày đầu sử dụng liên tục thì giảm đau nhất ở cột sống, thắt lưng, cổ, vai, gáy. Sau từ 2 đến 4 tuần sử dụng liên tục sẽ bớt cứng khớp cổ, vai, gáy, hoạt động linh hoạt hơn. Và sau từ 3 đến 6 tháng sử dụng liên tục sẽ giảm tê bì cuối, ngửa người dễ dàng hơn, đi lại thoải mái hơn, hạn chế tái phát cơn đau nữa. Và theo khuyến cáo từ nhà sản xuất thì trong 2 tuần đầu quý vị có thể dùng sản phẩm viên xương khớp Vương Hoạt với liệu trình như sau: mỗi ngày sẽ 2 lần với liều là 3 viên một lần quý vị nha. Sau đó khi 2 tuần đầu dùng rồi đỡ đau rồi thì giảm xuống liều là 2 viên một lần và nên duy trì từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Và nhãn hàng Vương Hoạt, quý vị đừng quên, vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn với giá trị quà tặng lớn nhất từ trước đến nay lên tới 925.000 đồng dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800-6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian phát sóng của chương trình. Lượng quà tặng hiện giảm xuống rất nhanh thưa quý vị. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại miễn cước 1800-6802. Xin nhắc lại 1800-6802 để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng sản phẩm cũng như tận dụng ngay chương trình ưu đãi lớn chưa từng có với giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng ngày hôm nay dành tặng cho quý vị. Đừng bỏ qua quý vị nha. Quý khán giả thân mến, nếu quý vị đang gặp phải vấn đề về đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa cột sống nhiều năm, muốn được tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, hãy gọi ngay về số 1900-6368-02 quý vị nha. Còn bây giờ chúng tôi xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Dạ alo ạ. Alo bác sĩ. Dạ xin mời chia sẻ tình trạng của mình, bác sĩ đang nghe đây ạ. Đau mà khoảng cả năm nay rồi mà nó uống thuốc tây nó giảm, nó cho nó không chịu hết hẳn luôn, nó cũng còn đau hơi hơi. Dạ vâng. Chú đau ở đâu chú hả? Cái sống cổ. Được sống cổ. Dạ. Chú đã đi khám lần nào chưa? Mà đi khám rồi, đi cái bệnh viện lớn của viện Med của Bình Dương gì đó là chụp CT luôn á. Dạ vâng. Ở đó bác sĩ nói chú bị gì? Nó bị đĩa đệm ở sống cổ. Ừ, dạ. Hiện nay thì chú có đang phải làm việc không chú hả? Nghỉ dừng khoảng cỡ 2-3 tháng nay rồi. Mới 2-3 tháng nay thôi. Lúc trước chú làm việc gì ạ? Công việc làm, mình có phải nặng nề lắm không? Xưởng gỗ á, ghế sofa. Khoa. À dạ vâng, rồi. Chú uống thuốc giảm đau nhưng mà nó không hết phải không? Nó cứ bị đau cái đi cái lại. Nó giảm mà nó giảm 10 mà nó giảm chừng 6-7. Dạ vâng, rồi. Thế bây giờ nếu mà mình ngủ một đêm dậy thì nó có đau nhiều hơn không chú? Hả? Nếu đêm mình ngủ dậy thì nó có đau nhiều hơn không? Đêm ngủ dậy thì nó không có đau nhiều hơn, dạ, mà vâng. Mình ví dụ cái cổ mình nhích qua nhích lại nó ra. Dạ vâng, rồi. Nó có bị tê tay chân không ạ? Tay hoặc là lúc, chân mình không? Lúc trước nó mỏi, nó dạ, mỏi vâng. Cái tay mà nó nhích chịu không nổi rồi đi chích cái nó hết tới giờ luôn, 5-6 tháng này không có nhích. Dạ vâng. Với trường hợp của chú thì bác sĩ chia sẻ như này, có thể là mình đã bị cái tình trạng là thoái hóa cột sống mà kèm theo là cái thoát vị đĩa đệm. Nếu mà như là cái chẩn đoán của bệnh viện đưa ra thì nó có một cái như này, có thể là cái công việc ngày xưa của chú làm nặng á. Và có một cái tư thế đôi khi chúng ta làm mà chúng ta bị sai một cái tư thế mà chúng ta không để ý, nó gây nên tình trạng này. Cộng theo cái quá trình lão hóa của mình thì cái mà đầu tiên bác sĩ chia sẻ là chú phải có cái kết hợp giữa cái tập luyện
cái tập luyện nhìn nó có vẻ như vậy nó như rất quan trọng, nhưng khi chúng ta tập thì chúng ta phải chú ý là nếu chúng ta tập đúng, còn nếu chúng ta tập sai nó có thể làm tổn thương thêm. Nên cái đầu tiên bây giờ nếu mà chú chưa quen cái tập á, thì chú phải chú ý là chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Bác sĩ hay nói là phải ngồi thẳng để tập. Vì nếu chúng ta ngồi cong cái lưng về mà chúng ta cúi cái cổ là chúng ta sẽ làm cho cái cổ của chúng ta bị lật nhiều hơn. Nên chúng ta phải ngồi thẳng lưng. Và khi chúng ta chưa quen thì chúng ta phải ngồi trước cái gương để chúng ta nhìn xem cái cổ, cái mặt của chúng ta đã thẳng chưa và chúng ta tập. Rồi cái đó là cái quan trọng. Cái thứ hai trong trường hợp của chú thì bác sĩ nghĩ nên đeo cái đai cổ đi. Đai cổ để trong cái quá trình mà mỗi ngày chúng ta làm việc á, thì nếu chúng ta lỡ chúng ta quên, chúng ta để cái cột sống cổ của chúng ta nó không đúng tư thế thì cái đai cổ nó sẽ nhắc của chúng ta là chúng ta phải để đúng tư thế. Rồi còn nếu mà khi chúng ta đi nghỉ ngơi hoặc là chúng ta ngủ ban đêm, chúng ta có thể thay thỏa cái đai cổ ra. Rồi bên cạnh đó thì bác sĩ nghĩ với trường hợp của chú thì chú phải kiên trì thôi. Vì nếu không thì có thể nó sẽ gây nên cái tình trạng thoát vị và nó chèn ép rễ thần kinh, đôi khi chúng ta phải đi mổ đó. Thành ra chú nên kiên trì tập luyện và chúng ta bảo vệ cái cột sống cổ. Và khi chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta phải chú ý là chúng ta không nên để chấn thương cái cột sống cổ. Chỉ cần một cái động tác nhẹ thôi, bác sĩ đã có một người quen là chỉ cần với cái tay lên để lau cái bàn thờ mà nó hơi cao mà bị trật cái đốt sống cổ và bị liệt tứ chi. Mà cái may là đi đến bệnh viện nhanh và đã cứu được kịp để giải quyết. Thành ra ở đây chúng ta không được chủ quan. Vì khi chúng ta lớn tuổi thì các cái cơ của chúng ta nó bắt đầu nó bị nhão rồi. Nên chỉ cần một cái động tác nhẹ của chúng ta nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta dễ bị lệch. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bên cạnh đó nếu mà chú uống thuốc giảm đau nhiều quá mà chú lo lắng thì chú có thể sử dụng thêm, kết hợp thêm giải pháp từ thảo dược. Thì giải pháp từ thảo dược mà hiện nay bác sĩ đang chia sẻ đó là cái vương hoạt đó. Nó có cái mirror từ cây một dược, là nó là một cái hoạt chất có tác dụng giảm đau kháng viêm. Nó giống như là những cái thuốc kháng viêm giảm đau, nhưng có một cái là vì nó là thảo dược nên cái tác dụng nó chậm. Nên thường thường khi chúng ta sử dụng từ 1 đến 2 tuần mới bắt đầu có tác dụng là giảm đau. Và sau khi nó giảm đau rồi thì ngoài cái tác dụng giảm đau ra thì nó còn có cái hợp chất MSM đó. Thì nó sẽ giúp cho cái cột sống của chúng ta nó được phục hồi dần. Nghĩa là những cái mà bị mòn các cái đốt sống của chúng ta, nếu mà nó được phục hồi nó sẽ phục hồi và nó làm cho cái cột sống của chúng ta sẽ vững chắc hơn. Bên cạnh đó thì chú nên chú ý là khi chúng ta ở những cái tư thế ngủ hoặc làm việc, chúng ta nên chú ý là để giữ cái đầu thẳng. Vì có những cái tư thế mà khi chúng ta nằm ban đêm á, chúng ta ngủ á, chúng ta hay mỏi, chúng ta sẽ nằm sai đó, thì chúng ta có thể là làm mua một cái loại gối hoặc chúng ta tạo một cái gối để chúng ta không có quay cái đầu nhiều. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cột sống cổ của chúng ta nó ổn định tốt hơn. Bên cạnh đó thì chú cũng chú ý là chúng ta nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng tí chú nha. Tại vì nếu mà chúng ta ăn uống không đầy đủ hoặc là chúng ta dùng nhiều các cái chất kích thích quá cũng là một trong những yếu tố làm cho cái tình trạng thoái hóa của chúng ta nó sẽ nặng nề hơn. Thì bác sĩ mong rằng cái chia sẻ này để cho chú có thể an tâm. Mặc dù là cái căn bệnh của mình nó kéo dài nhưng mà nó vẫn có thể điều trị được nếu chúng ta kiên trì và chúng ta cố gắng là kết hợp nhiều giải pháp. Nghĩa là vừa là chế độ dùng thuốc, vừa chế độ kết hợp với lại thảo dược, vừa chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Thì bác sĩ mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú nhanh chóng phục hồi lại cái căn bệnh của mình. Cảm ơn bác sĩ. Rõ ràng thì bệnh nhân nào khi gặp phải tình trạng này thì bác sĩ cũng luôn luôn nhắc cái từ kiên trì quý vị. Mà không biết là chú hiểu kiên trì ở đây không phải là chú dùng cái giải pháp vương hoạt kiên trì không đâu, mà còn nhiều cái giải pháp khác nữa. Tại vì khi mà chú mới chia sẻ vấn đề của chú là chú đã làm công việc là xưởng gỗ trước đó, là hiểu hình dung ngay những cái động tác nó sai tư thế rồi, tại vì nó vừa nặng phải không bác sĩ, nó vừa khom cúi người nữa. Thậm chí là trong chương trình chúng tôi đã từng chia sẻ, thậm chí là Hiếu có một người em là làm công việc ở nhà có tiệm vàng á bác sĩ, đứng mà cúi cái đầu để nhìn vàng không riết mà cũng thoái hóa cột sống cổ. Cho nên là quý vị đừng tưởng là cái hành động đó nó nhỏ thôi, nó nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng đâu, nó vô cùng ảnh hưởng nếu như đã thoái hóa rồi á. Nên trường hợp của chú là phải mưa dầm thấm lâu chứ. Mình dùng cái giải pháp vương hoạt, mình dùng kiên trì từ 3 đến 6 tháng nè. Mình kiên trì những cái bài tập đúng, mình kiên trì kiên những cái động tác nó ảnh hưởng đến cái đốt sống cổ của chúng ta. Và đặc biệt là kiên trì phải bổ sung dưỡng chất, ăn uống, luyện tập làm sao luôn luôn nhớ là cái cổ của mình đang có vấn đề, để mình có thể mau chóng hồi phục lại. Chứ nếu chỉ kiên trì một cái giải pháp nào đó không thì nó cũng chưa hoàn toàn giúp cho chú có thể cải thiện được. Cho nên với trường hợp của chú rất là phù hợp để dùng vương hoạt. Chú kiên trì nha chú, tại vì với vương hoạt rất nhiều cô chú lớn tuổi là cảm thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt vương hoạt rất là tốt cho những căn bệnh như thoái hóa đốt sống lưng, thoái hóa đốt sống cổ, cho nên là rất phù hợp với chú luôn. Và chú đừng quên ngay ngày hôm nay á, đang có chương trình ưu đãi quá là hấp dẫn. Và Hiếu nhắc đi nhắc lại nãy giờ hoài luôn, tại vì Hiếu không muốn quý vị khán giả bỏ qua cái
cơ hội này, món quà tặng lớn nhất trong năm dành tặng cho quý vị khán giả nếu đặt mua Vương Hoạt ngay trong thời gian trực tiếp của chương trình, gọi về tổng đài 1800 6802 để nhận ngay một món quà tặng khi đặt viên xương khớp Vương Hoạt. Đó chính là một món quà tặng trị giá lên đến 925.000 đồng. Cho nên vừa tiết kiệm chi phí nè, vừa có những giải pháp tốt để bảo vệ sức khỏe nữa thì còn gì bằng. Chú tận dụng cơ hội này ngay nha, chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Thưa quý vị, Phương Hiếu tin rằng là còn rất nhiều khán giả khác vẫn đang băn khoăn không biết liệu chiết xuất thảo dược trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là Vương Hoạt có mang lại hiệu quả thực sự không. Thậm chí là có khán giả còn gọi điện chia sẻ với chương trình là phải hỏi thật kỹ nguồn gốc thảo dược, vì trước đây là các khán giả này đã đặt sai niềm tin khi mà lựa chọn sản phẩm thảo dược không có nguồn gốc rõ ràng gây nguy hại khó lường. Ở viên xương khớp Vương Hoạt thì chiết xuất mia từ cây bột dược và hoạt chất MSM từ châu Âu, có tác dụng hỗ trợ giảm đau, nhanh chóng viêm mạnh, bảo vệ và tái tạo xương khớp lâu dài. Vương Hoạt là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Forbit, top 5 thương hiệu uy tín chất lượng quốc gia, đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ, giúp gần 1 triệu người bệnh sống khỏe mạnh và lạc quan với bệnh lý xương khớp. Và để xem chi tiết thông tin ứng dụng trong điều trị các bệnh xương khớp của bộ đôi thảo dược chống viêm mạnh và ức chế sản xuất các chất trung gian gây viêm quá mức PGE2. Đặc biệt, để chứng minh tác dụng giảm đau nổi bật của Mira, tại Viện Nghiên cứu Milan, Ý, nhà khoa học Francesco Diapiro đã thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên các bệnh nhân bị đau lưng, đau xương khớp mãn tính, cho kết quả rất bất ngờ. Chỉ sau 10 ngày sử dụng chiết xuất Mira từ cây bột dược, các bệnh nhân đều cảm thấy giảm đau tới 70% so với trước khi sử dụng, phục hồi 50% chức năng vận động và không trường hợp nào thấy tác dụng phụ trên dạ dày. Hiện nay, chiết xuất Mira từ cây bột dược đã được nhập khẩu về Việt Nam và được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, kết hợp thành công với hoạt chất xương khớp nổi tiếng, giúp bảo vệ và tái tạo xương khớp cực tốt là MSM. Bộ đôi nguyên liệu mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bị đau nhức cột sống, giúp giảm đau nhanh, chống viêm mạnh, tái tạo và bảo vệ xương khớp, làm chậm quá trình thoái hóa cột sống. Thưa quý vị, với đoạn phim khoa học vừa rồi, chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có thêm niềm tin, cũng như đừng quên bỏ qua cơ hội ngày hôm nay có một chương trình khuyến mại rất hấp dẫn. Đó chính là khi đặt hàng viên xương khớp Vương Hoạt ngay trong thời gian trực tiếp này sẽ được tặng ngay một món quà tặng với giá trị vô cùng lớn lên đến 925.000 đồng để bảo vệ xương khớp của mình, xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp quý vị nha. Đừng bỏ qua cơ hội này thưa quý vị, vì chỉ dành cho 99 khách hàng đầu tiên gọi điện lên tổng đài của chương trình đang hiển thị trên màn hình mà thôi. Và thưa quý vị, để hỗ trợ điều trị xương khớp thì một lần nữa xin được nhắc lại, quý vị hoàn toàn có thể tham khảo các sản phẩm thảo dược như là Vương Hoạt có thành phần chính là cây bột dược. Đặc biệt, ngoài chiết xuất mia từ cây bột dược thì các nhà khoa học còn kết hợp thêm hợp chất bảo vệ và tái tạo xương khớp hàng đầu là MSM và các thảo dược quý như là thiên niên kiện, vỏ liễu và cao giàu, tăng cường tác dụng giảm đau, giúp cột sống chắc khỏe, ngăn ngừa tái phát nữa. Vương Hoạt cũng đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, giúp đến 96,7% người dùng giảm đau lưng, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, giảm thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vận động sẽ dễ dàng hơn ở người bị đau nhức xương khớp, giúp người bệnh có thêm cơ sở, tăng thêm niềm tin khi chọn lựa. Và chương trình ưu đãi hấp dẫn với giá trị quà tặng lớn chưa từng có xin được nhắc lại lên tới 925.000 đồng của nhãn hàng viên xương khớp Vương Hoạt dành cho 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian phát sóng của chương trình vẫn đang diễn ra. Và bộ phận kỹ thuật cũng vừa thông báo hiện nay đã có rất nhiều khách hàng nhận được ưu đãi của nhãn hàng rồi. Và để trở thành khách hàng may mắn tiếp theo, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802 để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử
dụng sản phẩm và tận dụng ngay chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay với giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng quý vị nha. Còn bây giờ, để tiếp tục chương trình xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với vị khán giả tiếp theo. Dạ alo. Alo. Dạ xin mời chia sẻ ngay tình trạng của mình ạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ mời ạ. Dạ dạ xin hỏi bác sĩ ạ. Dạ. Dạ. Em hỏi cho mẹ em năm nay là 60 tuổi. Dạ. Mẹ em đi chụp MRI thì bác sĩ nó bị cái gì vẹo cột sống. Ừ. Nhưng mà mẹ em không có nhức. Yeah. Cho nên là bác sĩ không có cho uống thuốc gì hết. Hỏi khi nào nhất á, thì mới là uống thuốc giảm đau. Yeah. Nhưng mà em lo ngại là tại vì mẹ em bị loãng xương. Mm. Cái tê Scott gì đó của mẹ em á, là 2.9. Và trước khi mẹ em nghỉ hưu á, yeah. Mẹ em mới nghỉ hưu đây hả? Dạ. Yeah. Thì mẹ em bị quẹt xe, cho nên mẹ em té xe bị gãy cái xương đùi. Ừ. Yeah. Cho nên làm phải thay cái gì cái chỏm á. Dạ. Yeah. Rồi, cho nên bây giờ em coi chương trình thì em sợ bệnh mẹ em càng ngày giống như vẹo nó sẽ gây ra những cái biến chứng khác. Yeah. Yeah. Rồi coi bác sĩ thì nãy bác sĩ nói là nó mẹ em nằm thì ôm hai cái chân vô trong bụng á. Ừ, nhưng mà em bị gãy xương đùi thì đâu có tập như vậy được phải không? Dạ yeah, vâng. Yeah. Rồi. Dạ cho nên em hỏi trong trường hợp mẹ em bị loãng xương rồi mẹ em bị vẹo cột sống thì cái cách điều trị của mẹ em như thế nào để cho bệnh không có bị như là diễn biến xấu tiếp tục á. Dạ vâng. Dạ cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bác sĩ có hỏi thêm một tí là hiện nay cái vẹo cột sống là ở vùng lưng phải không? Dạ đúng rồi. Cái ngày gì? Xưa là bà một, làm là cái gì đó. Ngày xưa bà làm việc gì? Dạ ngày xưa mẹ em làm văn phòng, làm bên sở tư pháp á. À dạ vâng rồi. Dạ. Cái hiện nay bà cụ là cái tình trạng cái cân nặng mình nặng lắm không? À không, mẹ em chỉ khoảng chừng chưa tới 50. Chưa tới 50, có bị bệnh dạ, lý cao, gì khác không ạ? Dạ cao, mẹ em cao lắm, mẹ em cao 1m63. Dạ. Có bị bệnh lý gì khác không ạ? Dạ không, em không thấy mẹ em uống thuốc gì hết. Dạ chỉ vâng có loãng xương thì sau này bác sĩ cho uống một ngày là 2 viên canxi. Dạ. Mỗi một viên vậy là 650 mg á. Dạ. Dạ vâng vâng. Dạ. Dạ. À, vâng, với tình trạng của bà thì bác sĩ chia sẻ như thế này, thật sự ra cái vẹo cột sống mà khi trên X quang có rất là nhiều. Bác sĩ nói cái tư thế mà không đúng nó sẽ làm cho cái cột sống của chúng ta nó không chuẩn. Và nó không chuẩn nó là một trong những cái nguyên nhân mà nó sẽ làm cho chúng ta bị thoái hóa cột sống. Nên bây giờ cái đầu tiên chúng ta phải thực hiện lại. Thế thì cái hiện nay mà để cho bà có thể là chỉnh lại cái cột sống. Thật ra khi chúng ta lớn tuổi thì cái chỉnh cột sống nó hơi khó một tí. Nhưng dù sao khi chúng ta thực tập thì nó cũng sẽ tốt hơn là chúng ta không làm. Thì cái tư thế mà dễ chịu nhất với bà hiện nay là khi bà thay cái chõm xương đùi rồi á, thì khi mà bà không kéo, không co được cái chân bên kia thì chúng ta vẫn có thể co cái chân bên còn lại được. Dạ, co cái chân bên còn lại được. Và nếu mà tư thế nằm thì sau đó bà sẽ đạp và sẽ tập cái động tác đó. Thì cái động tác đó là một trong những động tác mà giúp cho cái cột sống của chúng ta nó thẳng lại. Cái thứ hai, nếu sau này mà bà cũng ổn định được thì bà có thể đứng bằng cái động tác là động tác mà chúng ta cúi từ từ xuống. Đó là chúng ta đứng hai chân dang và chúng ta cúi từ từ cái tay chúng ta để chạm đất đó. Thì tùy cái mức độ bà sẽ chạm từ từ. Thì người nhà có thể hỗ trợ trong giai đoạn đầu để giữ cho bà được đứng được ổn. Thế thì cái loãng xương của bà, bác sĩ nghĩ á, là do cái thời gian mà bà mổ cái xương đùi á, bà bất động lâu quá, nó sẽ làm cho bà bị thoái hóa. Thì bây giờ cái quan trọng nhất của bà là muốn có cái tình trạng mà loãng xương của bà ổn định, bà phải vận động. Trong cái vận động nó sẽ giúp cho cái hoạt động của cái hệ xương khớp của mình tốt hơn và nó sẽ làm giảm đi tình trạng loãng xương. Cái kế nữa là bà nên vận động là đi lại nhẹ nhàng. Nếu bây giờ đi được hoặc là nếu chưa đi được thì chúng ta phải cái gì? Chống gậy để chúng ta đi. Và bà sẽ vận động hoặc là vận động trên giường cũng được, là một trong những yếu tố rất là quan trọng để chống cho loãng xương. Vì khi chúng ta càng lớn tuổi chúng ta ít vận động thì cái tình trạng xương khớp của chúng ta càng bị loãng nhanh hơn. Đó là một cái yếu tố. Và cái kế nữa là Việt Nam của mình thì có rất là nhiều vitamin D nha. Vitamin D buổi sáng, hiện nay với cái thời tiết hiện nay thì chị sẽ cho bà tập thể dục hoặc là ra phơi nắng buổi sáng vừa ngồi vừa tập á, thì có thể là từ khoảng 5 giờ rưỡi, 6 giờ đến khoảng 7 giờ thôi. Thì như vậy nó sẽ giúp cho bà hấp thụ thêm vitamin D. Bà có thể sử dụng thêm bằng chế độ dinh dưỡng, tăng cường là sữa nè, trứng nè, thịt nè, cá nè, và tăng cường rau củ quả thêm cho bà. Vì trong rau củ quả nó sẽ cung cấp các cái chất cần thiết. Cho đến hiện nay nếu bà chưa đau mà chưa có cái tình trạng thoái hóa thì bác sĩ nghĩ cũng chưa cần phải sử dụng thuốc đâu. Mà cái quan trọng là cái tập luyện và theo dõi.
chế độ dinh dưỡng của mình. Và nếu mà bà kiên trì thì bác sĩ nghĩ bác sĩ đã có từng có những bệnh nhân bị cái gì vẹo cái cuộc sống mà người ta kiên trì sau đó là nó ổn định lại đó. Yeah. Thì rất mong những cái chia sẻ này sẽ giúp cho bà ở nhà của chúng ta sẽ có được một cái hiệu quả điều trị sau một thời gian. Bác sĩ nghĩ nếu bà kiên trì thì khoảng từ 3 đến 6 tháng cái cuộc sống của bà sẽ ổn định rất là tốt nha. Dạ. Rất mong những cái chia sẻ này sẽ giúp ít nhiều cho bà trong cái tình trạng cải thiện cái căn bệnh của mình. Thưa bác sĩ, mà với những cái tư thế đúng bác sĩ vừa chia sẻ thì Vương Hoạt có giúp ích gì được cho bà trong trường hợp này không ạ? Thật sự ra đó, nếu bà không đau thì không cần. Và hiện nay vì nha, như chia sẻ của chị đó là hiện nay là bà đang không có bị cái thoái hóa mà chỉ là bị cái tình trạng vẹo cuộc sống thôi. Còn hiện nay cái loãng xương là phải cung cấp đủ các cái chất. Còn nếu sau này, sau một thời gian mà khi chúng ta tập luyện hoặc là mà có cái tình trạng thoái hóa thì chúng ta sẽ sử dụng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Như vậy rõ ràng với trường hợp của bác á, thì rất là mong là chị nghe theo hướng dẫn của bác sĩ để có thể có những bài tập đúng cho bác. Còn nếu trong tình trạng mà đi khám kỹ á, tại vì chị rất là hiểu căn bệnh của bác đang bị là cong vẹo cuộc sống hiện nay á, nhưng mà chị vẫn chưa biết là mẹ có dùng thuốc gì thêm không thì mình phải thăm khám kỹ đi. Còn nếu có những bệnh lý về thoái hóa thì vấn đề là Vương Hoạt luôn ở bên cạnh để có thể chăm sóc. Là tại vì hiện nay nếu quý vị khán giả nào đang gặp phải tình trạng này thì nhớ là đang có chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn, đó chính là giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng khi mà mua Vương Hoạt là một trong 99 khách hàng đầu tiên để gọi điện về số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Cho nên là một lần nữa cảm ơn chị đã quan tâm sức khỏe của mẹ mình và chúc cho bác cũng như là chị nhiều sức khỏe ạ. Và thưa quý vị, với các bệnh lý về xương khớp thì quả thực là trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm khác nhau thưa quý vị. Tuy nhiên thì để chọn đúng sản phẩm từ thảo dược an toàn điều trị hiệu quả nhất thì cần lưu ý 3 tiêu chí sau. Đó là sản phẩm phải có thảo dược có nguồn gốc rõ ràng nè, bào chế bằng công nghệ hiện đại. Tiếp theo là các thành phần có nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hiệu quả tốt trên người bệnh. Và còn lại là sản phẩm phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các bác sĩ đánh giá tốt. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm, sản phẩm viên xương khớp Vương Hoạt là một sản phẩm như vậy với các thành phần kiết xuất Mir cây bột dược với các hoạt chất MSM từ châu Âu đã được nghiên cứu giúp giảm đau, nhức cột sống, phục hồi chức năng vận động, bảo vệ và tái tạo xương khớp lâu dài và không gây tác dụng phụ trên dạ dày nữa. Nhãn hàng Vương Hoạt thì đang chờ đón những vị khách tiếp theo cho chương trình ưu đãi xua tan nỗi lo đau nhức xương khớp với giá trị quà tặng lớn nhất từ trước đến nay lên tới 925.000 đồng thưa quý vị. Quà tặng này chỉ dành riêng đến 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1800 6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian trực tiếp của chương trình. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại biển cước 1800 6802, xin nhắc lại 1800 6802 để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng sản phẩm và tận dụng ngay chương trình ưu đãi lớn chưa từng có với giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta nhanh chóng kết nối với vị khán giả tiếp theo, xin mời. Dạ alo ạ. Dạ chào chương trình ạ. Dạ xin chào, xin mời chia sẻ tình trạng của mình ạ. À dạ. Tôi danh ở Long An á. Dạ. Bác sĩ. Dạ. À, nay tôi hỏi cho mẹ tôi, mẹ Thắm hôm nay là mẹ 70 tuổi rồi. Dạ. Mà hồi trước đó là thấy mẹ hay đau lưng, nhức cổ đồ dữ lắm, mà thấy tại bận quá nên tôi lỡ tôi để cũng kệ kệ. Mà năm nay thì đưa mẹ vô bệnh viện rồi thấy bắt đầu nó tê từ cổ vai gáy rồi xuống, rồi mấy cái ngón tay đứng lên ngồi xuống thì cũng khó. Dạ. Mà ngồi mà kiểu trầm hổm, hồi xưa mẹ hay ngồi trầm hổm nói chuyện là hay lắm, mà bây giờ không ngồi luôn. Dạ. cái sáng dậy thì thấy mẹ hay giơ tay lên nó đau, rồi nó cứng lại. Dạ. thì bác sĩ ở trọng cũng nghe vậy, bác sĩ cũng nói là mẹ tôi bị thoái hóa đốt sống. Không mời viêm mấy cái đầu khớp á. Yeah. Thì tôi cũng để mẹ nằm viện ở đó, rồi cũng mấy hôm uống thuốc, xong rồi về nhà thì uống thuốc viện cho, mà cái bao tử nó nặng quá. Yeah. Thì hôm nay tôi cũng muốn kể là nhờ mấy hôm trước tôi coi chương trình thấy Vương Hoạt nè, tôi có tiền mua thì mẹ tôi cũng muốn được 2-3 chai rồi. Đó, thì tới nay là cũng thấy không thấy đau gì. Dạ. Mà tự nhiên cái vừa xong hôm lễ đây là mẹ tôi đi chơi trên chùa về, cái thấy khó chịu với bác sĩ. Dạ. Thấy nó nhức nhức trở lại. Dạ. Là tôi không biết là do trời mưa hay là tại vì vận động nhiều hay sao. Dạ. Thì cho tôi hỏi một cái là giờ mẹ tôi quay lại dùng cái Vương Hoạt tiếp thì có được. Dạ vâng. Mời bác sĩ. Dạ vâng.
Với trường hợp của bà thì bác sĩ chia sẻ như thế này, bà chắc bị thoái hóa khớp và cột sống rồi. Và đôi khi cái người 70 tuổi có thể là ngoài cái cột sống ra nó còn thoái hóa nhiều cái khớp khác, đặc biệt là hai cái khớp đầu gối nữa. Thế thì bà đang sử dụng cái vương hoạt mà bà có hiệu quả rồi và hiện nay bà đang ngưng. Thì có một điều như thế này là bà đi chùa đấy, thì thường khi đi chùa thì chúng ta sẽ quỳ lại. Và quỳ lại nhiều á, nếu chúng ta quỳ lại nhiều thì nó có thể làm cho đau cái cột sống và lưng và có thể làm cho chúng ta bị đau luôn cái khớp gối. Thì cái điều kiện hiện nay đối với tình trạng của bà đã phù hợp với cái vương hoạt, thì bác sĩ nghĩ anh có thể cho bà sử dụng lại cái vương hoạt. Bây giờ đang đau nhiều thì chúng ta có thể sử dụng 3 viên sáng, 3 viên chiều. Khi mà cái cơn đau nó giảm rồi đó thì anh sẽ chịu khó là giảm là 2 viên sáng và 2 viên chiều. Và với trường hợp này ở giai đoạn này thì bà nên dùng từ 3 đến 6 tháng. Sau 6 tháng mà bà thấy là cái tình trạng nó hoàn toàn không có đau nữa, đi lại mình vận động tốt, thì anh có thể ngưng. Rồi có thể 1 năm sau hoặc 2 năm sau mà nếu cơn đau nó bắt đầu tái phát lại thì chúng ta sẽ dùng. Lý do tại sao? Vì cái quá trình lão hóa nó vẫn xảy ra. Và nếu chúng ta không bảo vệ nó thì nó lại gây nên cái tình trạng đau nhức nó tái phát trở lại. Và nếu mà sau 6 tháng mà thấy tình trạng của bà chưa có ổn lắm thì anh vẫn có thể sử dụng được. Vì thật sự ra cái giải pháp từ thảo dược này, nếu khi chúng ta sử dụng trong vòng 6 tháng mà chúng ta thấy an toàn rồi thì hầu như chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng để chi? Để cho nó ổn định lại cái tình trạng thoái hóa của mình. Và như vậy nó sẽ làm cho cái tình trạng mà tái phát lại nó sẽ chậm hơn. Và thậm chí có những người mà chịu khó sử dụng mà một cách là gì? Xen kẽ nhau đó, thì hầu như là cái tình trạng đau nhức nó ít xảy ra. Và nếu bà thích đi chùa thì đôi khi á, khi mà sử dụng như vậy bà đi chùa thì anh chú ý là nói bà là chịu khó, nếu mà hơi khó chịu quá thì chúng ta không nên. Chúng ta có thể là ở cái tư thế, một cái tư thế mà thoải mái nhất. Như vậy nó sẽ giúp cho cái hệ thống xương khớp của bà, đặc biệt là cái cột sống của bà nó được giữ vững vàng hơn. Cảm ơn bác sĩ. Với trường hợp của anh thì tiếp tục dùng vương hoạt thôi để cho bà thoải mái hơn. Và anh đừng quên là một chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn với giá trị quà tặng lên đến 925.000 đồng đang chờ anh, đang chờ những khán giả cuối cùng, tại vì đã gần hết giờ rồi. Thưa quý vị, chỉ có 99 khán giả nhận được ưu đãi này khi đặt hàng vương hoạt trong thời gian trực tiếp của chương trình để nhận được phần quà 925.000 thôi. Cho nên khẩn trương lên để mang về tiếp tục cái giải pháp tốt này để cho bà có thể cải thiện sức khỏe của mình để không còn đau nhức nữa anh nha. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc cho bà cũng như là anh nhiều sức khỏe ạ. Và thưa quý vị, chủ động điều trị sớm và điều trị đúng cách chính là chìa khóa vàng giúp người bệnh tránh phải thực hiện phẫu thuật cột sống hay là phòng tránh những ngăn chặn kịp thời những biến chứng nguy hiểm như là teo cơ, biến dạng cột sống hay thậm chí là liệt tứ chi. Phương Huy hy vọng là sau 75 phút lên sóng tư vấn trực tiếp của quý vị khán giả, đặc biệt là những người có bệnh, đã có thêm cho mình những phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả. Vì thời lượng của chương trình có hạn thôi, mọi câu hỏi chưa được giải đáp, quý vị vui lòng gọi đến 1-800-6802. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Vương Hoạt chiết xuất Mirth cây một dược từ châu Âu của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Fabit đã đồng hành cùng với chương trình. Vương Hoạt đã được chứng minh hiệu quả và an toàn cho bệnh nhân tại bệnh viện Tuệ Tĩnh, giúp đến 96,7% người dùng giảm đau lưng, đau mỏi vai gáy tại bị chân tay, giảm thoái hóa cột sống, gai đúc sống, thoát vị đĩa đệm, vận động sẽ dễ dàng hơn ở người bị đau nhức xương khớp nữa. Bên cạnh đó thì viên xương khớp Vương Hoạt cũng vinh dự nhận được huy chương vàng về sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam VAFF xét duyệt, dựa trên 4 tiêu chí là an toàn, chất lượng, hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ và giúp gần 1 triệu khách hàng sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Quý vị có thể tìm mua viên xương khớp Vương Hoạt tại đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Và quý vị cũng đừng quên quà tặng đặc biệt lớn nhất từ trước đến nay của nhãn hàng viên xương khớp Vương Hoạt lên tới 925.000 đồng dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên gọi tới tổng đài 1-800-6802 đặt mua Vương Hoạt trong thời gian phát sóng của chương trình. Xin nhắc lại 1-800-6802 để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng sản phẩm và chương trình ưu đãi có 102 với giá trị quà tặng lên tới 925.000 đồng quý vị nha. Một lần nữa cũng xin cảm ơn sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đã dành cho chương trình chiều nay ạ. Vâng, cảm ơn MC Phương Hiếu, cảm ơn khán giả của chương trình. Và quý vị đừng quên là chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời sẽ được phát sóng trực tiếp từ khung giờ 14:45 đến 16:00 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây chương trình xin được phép khép lại. Mến chúc quý vị sẽ có nhiều sức khỏe và đặc biệt với thời tiết này thầy hãy nên bổ sung dinh dưỡng thêm cũng như là chống nắng để có sức khỏe thật tốt quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.